Defense Express đưa tin các cuộc tấn công tầm xa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở khu vực gần tiền tuyến ngày càng gây ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống vũ khí tiên tiến của Ukraine. Điều này được thể hiện trực tiếp qua các cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga thời gian qua. Trong đó, tính hệ thống trong việc thực hiện các bước đã được thể hiện rõ ràng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các video cho thấy họ nhằm mục tiêu chính xác vào các bệ phóng Patriot, hai tổ hợp HIMARS, hai trực thăng quân sự của Ukraine khiến những vũ khí này nổ tung. Điểm chung của các vụ việc là các vũ khí mục tiêu đều đang hiện diện ở khu vực 40 km so với tiền tuyến khi bị tấn công. Đây là nơi Nga triển khai mạng lưới UAV trinh sát dày đặc, thu thập thông tin tình báo chiến trường từ hàng chục km. Trong thời gian gần đây, Nga đã tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu hòa lực của Moscow đã khai hỏa phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng. Các mục tiêu bị tấn công khi chúng đang di chuyển hoặc tập trung để cơ động mà chưa có các biện pháp ngụy trang phù hợp. Điều này cho thấy Nga đang tận dụng thời điểm mà Ukraine sơ hở, vốn chỉ tính bằng phút để gây ra thiệt hại khó bù đắp cho đối phương. Để làm được điều này, Nga đã triển khai hệ thống hỏa lực luôn trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa và chỉ chờ tọa độ mà UAV gửi về là ngay lập tức tập kích thời gian xử lý thông tin được nâng cấp nhanh chóng hơn, khiến hiệu quả tăng mạnh mẽ. Điều này cũng cho thấy Ukraine chưa có biện pháp thích hợp để đối phó với cơ chế tấn công chính xác mà Nga đang áp dụng. Việc Ukraine đưa các hệ thống vũ khí hiện đại ra gần tiền tuyến là điều không thể tránh khỏi nhằm ngăn đà tiến của Nga. Ví dụ, Ukraine dùng HIMARS để tấn công vào kho vũ khí tuyến tiếp tế hậu cần của đối phương hoặc tổ hợp Patriot được xem là khắc tinh của các tiêm kích Nga ném bom lượn thông minh, loại vũ khí khiến nhiều binh sĩ Ukraine xem là đáng sợ nhất. Tuy nhiên, giới quan sát Ukraine cho rằng Kiev cần phải có các biện pháp bảo vệ vũ khí hiệu quả hơn nếu không muốn chúng sẽ lần lượt bị phá hủy hết ví dụ ukraine sẽ cần phải tăng số lượng hệ thống phát hiện uav trinh sát của nga hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu gia tăng biện pháp bảo vệ vũ khí quan trọng bao gồm hệ thống phòng không tầm gần khi một đoàn xe vũ khí di chuyển chúng cần tránh đi quá gần nhau vì một đòn tấn công có thể gây thiệt hại lớn các chuyên gia ukraine kêu gọi kiev triển khai thêm biện pháp ngụy trang vũ khí giả để đánh lừa uav trinh sát của nga theo hãng tin Reuters, Hải quân Phần Lan giải thích biện pháp này được thực hiện chiếu theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga, cũng như chính sách Bộ Ngoại giao Phần Lan công bố vào tháng 9 năm 2023. Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4 năm 2023. Từ ngày 16 tháng 3, người điều khiển ô tô mang biển số Nga phải chứng minh quyền sở hữu phương tiện ở Phần Lan nếu như bị cảnh sát chặn lại những phương tiện không thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ bị tịch thu và đưa ra khỏi lãnh thổ phần lan ngoài ra chủ sở hữu phương tiện còn phải nộp các loại thuế chỉ những phương tiện thuộc sở hữu của sinh viên toàn thời gian và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn hợp lệ mới có thể tạm thời ở phần lan những chiếc xe này phải được đưa ra vào nước hợp pháp trước khi lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực ngoại lệ cũng áp dụng đối với ô tô sản xuất ở phần lan theo quy định trừng phạt của eu như ô tô thuộc sở hữu của công dân liên minh thường trú nga Hải quân Phần Lan cho biết thêm, những chiếc ô tô mang biển số Nga hiện không thể rời khỏi nước này qua biên giới với Nga do các điểm qua lại giữa hai nước vẫn đóng cửa đến ngày 14 tháng 4. Đang nói, Hải quân Phần Lan không cung cấp thông tin về số lượng xe đăng ký tại Nga đang có mặt ở nước này. Năm quốc gia EU giáp Nga và Ba Lan, Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania đã cấm ô tô mang biển số Nga nhập cảnh. Ô tô đăng ký ở Nga cũng bị cấm ở Bungary, Đức và Na Uy, những quốc gia không phải là thành viên EU, nhưng có chung đường biên giới trên đất liền với Nga. Moscow đã chỉ trích các lệnh cấm trên là hoàn toàn vô lý và cáo buộc những hạn chế của Brussels đang thúc đẩy các nước EU phân biệt đối xử với người Nga. Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải vào ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân, nhưng đánh giá rằng những căng thẳng hiện tại chưa dẫn tới kịch bản nêu trên. Ông khẳng định Nga sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của nước này bị đe dọa. Trả lời câu hỏi từ kênh Dostia 1, hãng tin AIA rằng liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân hay chưa? Ông Putin nói, từ quan điểm kỹ thuật quân sự, Tất nhiên là chúng ta đã sẵn sàng. Ông cho biết Mỹ hiểu rằng nếu họ triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine thì Nga sẽ coi hành động này là một hành vi can thiệp. Ông Putin nói Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ song phương với Nga và trong lĩnh vực kiềm chế chiến lược, vì vậy tôi cho rằng mọi kịch bản lúc này chưa thể dẫn tới đối đầu hạt nhân, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó. Ông nhắc lại rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu rõ trong học thuyết của Điện Kremlin, chính sách của nước này đặt ra các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Ông Putin nói, vũ khí tồn tại là để sử dụng, chúng tôi có nguyên tắc riêng của mình. Ông nói thêm rằng nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Điều đó cũng không quá cần thiết. Chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ về điều đó, nhưng tôi không loại trừ khả năng Nga có thể làm điều tương tự, ông cho hay Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nơi xung đột giữa hai nước nổ ra kể từ tháng 2 năm 2022. Ông nhấn mạnh tại sao chúng ta nên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine. Nga chưa bao giờ có nhu cầu như vậy. Khi được truyền thông hỏi liệu ông có từng nghĩ đến ý tưởng như vậy hay không, ông Putin trả lời rằng chưa bao giờ. Tổng thống Nga cũng nhận định rằng bộ ba dân đề hạt nhân của nước này tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác theo ông, Mỹ đang phát triển lực lượng hạt nhân nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng phát động một cuộc chiến hạt nhân vào ngày mai. Ông khẳng định Nga vẫn đang phát triển năng lực hạt nhân của riêng mình và nếu Mỹ muốn thì chúng tôi sẵn sàng. Hồi đầu tháng, tướng Không quân Anthony Cotton, người đứng đầu bộ tư lệnh chiến lược Mỹ, nhận định Nga đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với sức mạnh quân sự của Washington. Ông cho rằng là Moscow đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, lớn hơn so với Washington và đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí này. Ông Coster nói Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt đề cập đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat của Moscow và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Trang tin ANSA dẫn bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào ngày 10 tháng 3 như sau. Theo tôi, giáo hoàng đang kêu gọi phương Tây gác tham vọng của họ lại và thừa nhận sai lầm. Theo bà Zakharova, phương Tây đã lợi dụng Ukraine như một công cụ để đạt được tham vọng làm suy yếu Nga. Bà Zakharova cũng cho rằng tình hình ở Ukraine hiện nay đã đi vào ngõ cụt, do vậy Ukraine và các đồng minh nên từ bỏ tham vọng đánh bại Nga trên chiến trường bà khẳng định thêm rằng Nga chưa bao giờ phản đối đàm phán. Cuối tuần qua, giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine có can đảm dương cờ trắng đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn hai năm qua. Kêu gọi này ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của giới chức Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ từ bỏ lá cờ của mình, không bao giờ đầu hàng. Ngoại trưởng Kuleba bình luận trên mạng xã hội như sau – cờ của chúng tôi màu vàng và xanh chúng tôi sẽ luôn sống chết và chiến thắng vì màu cờ này chúng tôi sẽ không bao giờ dương bất cứ lá cờ nào khác giới chức Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ đẩy lùi toàn bộ lực lượng nga khỏi biên giới dù cuộc chiến này có thể kéo dài nhiều năm tháng trước Teuters dẫn nguồn thạo tin cho hay tổng thống nga Vladimir Putin đã phát tín hiệu ngưng bắn ở Ukraine đóng băng chiến sự song Ukraine và các đồng minh đã bác bỏ theo Kyiv Independent, trong ngày 10 tháng 3, thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình M1. Tại đây ông Orbán đã chia sẻ về cuộc gặp với ông Trump tại Florida vào ngày 8 tháng 3. Ông Orbán nói: "Từ nhiệm kỳ của ông Trump, chúng ta có thể thấy rõ ông ấy là con người của hòa bình. Ông Trump cũng không che giấu ý định chấm dứt xung đột Ukraine. Chúng ta muốn hòa bình, muốn một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể và tôi không thấy ai ngoài ông Trump đủ năng lực và quyết tâm để thực hiện điều này." Thủ tướng Oban nhấn mạnh cựu Tổng thống Trump đã có kế hoạch cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Dù không thể tiết lộ chi tiết, nhưng ông Oban nói rằng kế hoạch của ông Trump có một số điểm tương đồng với ý tưởng của Hungary. Vào ngày 8 tháng 3, ông Trump đã tiếp đón ông Oban tại dinh thự Malago. Trong cuộc gặp kéo dài khoảng một tiếng, Thủ tướng Hungary và cựu Tổng thống Mỹ đã thảo luận hàng loạt chủ đề tác động tới hai nước, bao gồm cả an ninh biên giới. Ông Trump nói trong cuộc gặp ở Florida như sau, ông Oban là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo truyền thông Ukraine, cả ông Oban và ông Trump đều muốn cộng đồng quốc tế rút bớt viện trợ với Kiev. Sự phản đối của ông Trump được cho là một trong những nguyên nhân khiến Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Oban đã có những động thái nhằm ngăn chặn EU viện trợ cho Ukraine, đồng thời phản đối những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga xung đột ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Moscow với phương Tây kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và Nga đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Tổng thống Pháp vào tháng trước từ chối loại trừ lựa chọn đưa quân tới Ukraine. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13 tháng 3 nhận định tình hình ở Ukraine trở nên nguy hiểm và những rủi ro đang ngày càng gia tăng. Bà Zakharova nói, do những hành động khiêu khích thiếu cân nhắc của một hoặc hai thành viên EU hay NATO, cuộc khủng hoảng ở Ukraine hoàn toàn có thể vượt ngoài biên giới địa lý của nước này, dẫn đến một quy mô hoàn toàn khác và phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Người phát ngôn Zakharova cho biết, Moscow tin rằng phương Tây hiện đang đi bên rìa vực thẳm và cũng đẩy thế giới tới bên rìa này do những hành động liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova nói, vì vậy câu hỏi hiện nay là làm thế nào để tránh rủi ro leo thang xa hơn. Chúng đã trở nên rõ ràng và gây sợ hãi cho tất cả những người có thể cảm nhận được, đồng thời khuyên phương Tây từ bỏ ý định đánh bại Nga về mặt chiến lược và dừng hỗ trợ tiền cũng như là vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay phương Tây sẽ phải học cách cân nhắc không chỉ là những tham vọng địa chính trị của mình mà còn cả những lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác. Hiện phương Tây đang tìm cách tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga giữa bối cảnh Moscow hiện kiểm soát một phần năm lãnh thổ Ukraine, cũng như là đang tái vũ trang nhanh hơn nhiều phương Tây và Kiev. Theo Ati, quân đội Nga đã chặn ít nhất 25 mục tiêu thù địch tại 7 khu vực của nước này qua đêm, Ngoài chiếc UAV tấn công cơ sở dầu mỏ ở thành phố Orion, cách thủ đô Moscow khoảng 350 km về phía nam, một số chiếc UAV khác nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Nizhny Novgorod. Thống đốc Andrei Klitschkov cho biết vụ tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở lưu trữ nhiên liệu và năng lượng của Nga không gây thương vong trên mặt đất. Một nguồn tin từ dịch vụ khẩn cấp nói với hãng tin AIA rằng ít nhất một thùng dầu đã bốc cháy sau cuộc tấn công. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói và lửa bốc lên nghi ngút từ cơ sở này, có thể nhìn thấy rõ đám khói từ cách đó vài km. Ông Klitschko nói rằng lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa, đồng thời cho biết tình hình đã được kiểm soát và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Vài giờ sau, UAV tiếp tục tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu và năng lượng ở khu công nghiệp Kotovskaya bên ngoài Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông. Theo thống đốc Gleb Nikitin, vụ tấn công này cũng không gây thương vong. Theo nhà chức trách ở Kursk và Benkodot, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên các khu vực khác của Nga chỉ trong đêm. Thị trường Moscow Sergei Sobyanin cũng cho biết ít nhất một UAV đã bị bắn hạ trên đường tới thủ đô Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga đã đánh chặn ít nhất 25 chiếc UAV trong vòng một đêm. Đây không phải lần đầu tiên các cơ sở dầu mỏ ở Nga bị tấn công bằng UAV. Vào tháng 1 năm nay, một cuộc đột kích bằng UAV tương tự ở Orion đã gây hỏa hoạn và làm 3 người bị thương. Tuần trước, một chiếc UAV đã tấn công một kho dầu ở khu vực biên giới Kursk. Ukraine thường xuyên mở các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái vào các khu vực biên giới của Nga. Trong đó có nhiệm vụ nhằm vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự. Một trong những vụ tấn công nguy hiểm nhất xảy ra ở Benkodot vào cuối tháng 12 khiến 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. New York Times ngày 13 tháng 3 đưa tin các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine đang bị cản trở với sự thành công ngày càng tăng của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, vốn có khả năng gây nhiễu hệ thống định vị của Kiev. Mặc dù công nghệ gây nhiễu của Nga vượt trội hơn so với Ukraine, nhưng những hệ thống này lại không được triển khai đồng đều ở khu vực tiền tuyến. Các binh sĩ Ukraine cho biết, xe bọc thép của Nga có thể là mắt xích yếu vì chúng thường không được cài đặt hệ thống gây nhiễu. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng trích dẫn nhận định của các blogger quân sự Nga gần đây nói rằng các binh sĩ và xe bọc thép Nga đã trở thành mục tiêu bị tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine do tập hợp thành nhóm chiến đấu nhưng không được bảo vệ đầy đủ. Trang Technology hồi tháng 1 đưa tin Nga vẫn chưa có hệ thống tác chiến điện tử hiệu quả có thể trang bị cho xe tăng. Máy bay không người lái đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine nhằm chống lại lực lượng quân sự Nga. Kiev đã sử dụng máy bay không người lái cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Máy bay không người lái đã giúp Ukraine bù đắp một số bất lợi mà nước này gặp phải trong bối cảnh thiếu đạn dược do viện trợ nước ngoài bị đình trệ. Khi các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bắt đầu chặn dự luật viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Kiev đã mất đi một trong những nguồn đạn pháo chính. Người Ukraine đã tìm cách thích nghi với tình hình, đẩy mạnh sản xuất dàn máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV-PFV Đến tháng 12, Ukraine đã có thể chế tạo được khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng với chi phí vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc và cấu tạo đơn giản. Với tầm tấn công vào khoảng hơn 3 km, các UAV cỡ nhỏ này có thể lao vào các phương tiện của Nga, thậm chí đuổi theo và tấn công binh sĩ của Moscow. UAV FPV được cho là vũ khí gây sát thương nhiều nhất cho đối phương của Ukraine. Khi UAV FPV thay thế pháo binh trở thành mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với lực lượng mặt đất của Nga vào cuối năm ngoái. Quân đội Nga đã phản ứng bằng cách gắn vào các phương tiện bọc thép của mình bất kỳ thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến nào mà Moscow có trong tay. Về lý thuyết, thiết bị gây nhiễu sẽ chặn tín hiệu vô tuyến giữa UAV FPV và người điều khiển nó, khiến máy bay không người lái đi chạy hướng. Chúng được xem là sát thủ vô hình vì không bắn ra thuốc nổ nhưng có khả năng hạ gục vũ khí. Tuy nhiên, vấn đề của Nga ở chỗ là các hệ thống tác chiến điện tử này hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian qua. Thiết bị gây nhiễu chiến trường thế hệ đầu tiên RP-377 chưa đạt hiệu suất cao khi ngăn chặn UAV-FPV. Giờ đây, thiết bị gây nhiễu Volnodet thế hệ thứ hai cũng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nga vẫn đang không ngừng cải tiến khí tài tác chiến điện tử. Một câu hỏi được đặt ra là liệu thiết bị gây nhiễu thế hệ thứ ba, Sandia, có thể cải thiện so với những thiết bị tiền nhiệm hay không? Đây là một câu hỏi mang tính sống còn đối với nhiều binh sĩ nga ở Ukraine. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là nga là cường quốc trong tác chiến điện tử và Moscow có kỹ năng kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống gây nhiễu. Điều này dự kiến sẽ tạo ra cuộc chiến mèo vờn chuột khi các bên liên tục cải tiến công nghệ để đạt lợi thế so với bên còn. Theo hãng tin Reuters, ông Jens Stoltenberg đã tách mình khỏi đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng các đồng minh phương Tây không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Quan chức này nói NATO không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine và NATO cũng như các đồng minh của mình không phải bên tham gia xung đột. Theo ông Stoltenberg, ngay cả khi một nước thành viên NATO nào đưa quân tới Ukraine thì điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ liên minh vì các thành viên liên minh bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ tập thể khi được hỏi liệu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có phạm sai lầm khi nói về sự mơ hồ chiến lược về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine hay không, ông Stoltenberg nói, Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi phải tham khảo ý kiến và có cách tiếp cận chung bởi vì nó có ý nghĩa với tất cả chúng tôi. Anh, Đức, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Italia và Hungary là những nước đã xác nhận sẽ không cân nhắc gửi bộ binh tới Ukraine sau những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Pháp Bảo vệ sự mơ hồ về chiến lược của mình, Tổng thống Pháp cho biết, tại cuộc họp diễn ra ở Paris, gồm 20 nhà lãnh đạo chủ yếu là châu Âu, không có sự đồng thuận nào về việc chính thức triển khai quân tới Ukraine. Tuy nhiên, không có gì được loại trừ, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Nga không chiếm ưu thế. Theo TASS, phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự nào sắp xảy ra từ Nga đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào của liên minh. Tuy nhiên, quan chức này vẫn nhấn mạnh NATO phải chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa tới từ Nga và phải luôn cảnh giác. Theo ông, hiện tại Moscow không đe dọa liên minh do đang bận tâm với Ukraine. Ngày 11 tháng 3, quốc kỳ của Thụy Điển đã chính thức được treo tại trụ sở NATO ở Brussels sau khi nước này gia nhập liên minh. Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Ông Stoltenberg tuyên bố việc Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh cho thấy Tổng thống Nga Putin đã thất bại trong chiến lược làm suy yếu khối này. Theo ông, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không chỉ khiến các nước Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, mà giờ đây Ukraine đang tiến gần với việc trở thành một phần của NATO hơn bao giờ hết. Hồi tháng 2, chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, ông Linus Kivenvisius, đại sứ Lithuania tại Thụy Điển cảnh báo rằng nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước tiên. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ bình luận này và mô tả đây là cuộc chiến thông tin. Hôm 7 tháng 3, Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO sau 18 tháng Hungary trì hoãn phê chuẩn đơn xin gia nhập của Stockholm vào Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Theo giới chuyên gia, với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, các thành phố và tài sản quân sự quan trọng của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công gần hơn của NATO. Các nhà hoạch định NATO từ lâu đã coi sườn phía đông bắc của liên minh, bao gồm các quốc gia Baltic như Lithuania, Estonia và Latvia là điểm yếu. Vùng đất này từng thuộc Liên Xô cũ. Theo nhiều nhà phân tích, Nga từ lâu đã muốn đưa khu vực này trở lại sự kiểm soát của Moscow. Trong các tài liệu bị dò dỉ vào tháng 1, giới chuyên gia quân sự Đức đã tính tới kịch bản Nga giành chiến thắng trong xung đột ở Ukraine và sau đó tấn công các thành viên vùng Baltic của NATO. Theo kịch bản, Nga có thể khuấy động tình trạng bất ổn và sau đó điều quân vào Suwaki Gap, tức là khoảng trống Suwanki hay hành lang Suwanki, một giải đất hẹp dài 60 km nối vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic với Belarus, đồng minh thân cận của Moscow, Hành động này sẽ tách các thành viên của NATO ở vùng Baltic khỏi phần còn lại của châu Âu và khiến họ phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Tuy nhiên, việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO đã giúp Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu có thêm nhiều cách để ngăn Nga tấn công vùng Baltic. Chia sẻ với tờ Business Insider Ông Nima Kodami, là nhà phân tích tại Viện Bắc Cực, nhận định tư cách thành viên của Thụy Điển đang mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO đưa các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Ông Kodami cho hay điều này sẽ bổ sung thêm một lớp gian đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng của Nga do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Saint Petersburg là thành phố thứ hai của Nga và là nơi tọa lạc của căn cứ hạm đội Baltic của Nga trong khi đó Kaliningrad giúp Nga triển khai sức mạnh vào khu vực Baltic, bao gồm các hệ thống phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và tên lửa hành trình Kaliningrad có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tấn công vào khoảng trống Suwonki và các quốc gia vùng Baltic. Nhà nghiên cứu Oscar Johnson tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho hay làm suy yếu tài sản quân sự ở Kaliningrad là điều rất quan trọng đối với các hoạt động của NATO. Ông Johnson nói, Thụy Điển đóng vai trò quan trọng tiếp nhận quân đội và năng lực của NATO một cách an toàn và khó bị lực lượng Nga nhắm tới, trong khi Thụy Điển đủ gần Kaliningrad để triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thụy Điển cách Kaliningrad 280 km và đây là khoảng cách lý tưởng theo báo cáo mới của cơ quan tình báo Lithuania, Nga đang đáp trả sự hiện diện mới và mở rộng của NATO ở vùng Baltic bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và đặt tên lửa Iskander có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân ở Belarus. Từ lâu, Nga cáo buộc NATO đang tìm cách bao vây nước này. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định việc NATO mở rộng hoạt động là một phần lý do Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Với việc Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của NATO, Nga có thể đã đặt quân đội nước này rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng tại khu vực trọng điểm. Ông Linh Kevin Sữa cho hay, những cáo buộc trước đây của Nga cho rằng nước này bị NATO bao vây lại đang trở thành hiện thực.